Thưa quý vị, thời điểm này với những loài cá nuôi trong ao hồ thường thích ứng tốt với nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ C. Có những loài cá chịu đựng được lạnh tốt, nhưng cũng có những loài chỉ một chút sai sót hoặc không được chăm sóc cẩn thận khi thời tiết thay đổi đột ngột sẽ gây ra những thiệt hại không nhỏ. Đây cũng là trường hợp mà anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã An Châu, Đông Hưng, Thái Bình đang gặp phải. Vậy cách chăm sóc cá trong mùa lạnh như thế nào? Ngay sau đây, chuyên gia Nguyễn Thị Hà sẽ đưa ra những lưu ý cho anh Hoàng và bà con cách chăm sóc cá khi chuyển mùa để bà con có thể yên tâm sản xuất. Đây là hiện tượng trên ao nuôi cá của anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Chỉ trong vài ngày, số lượng cá chết đã lên tới hàng trăm con. Khi tôi phát hiện ra là tầm trưa, đầu giờ chiều là cá nó mới nổi lên, này tôi vớt con cá lên, tôi kiểm tra hai cái mang cá này, nó có cái hiện tượng là hai cái mang của nó là nó có dính bùn. Cá thì nó cứ rải rác 3 con, hôm 4 con, 2 con, chết mất khoảng 200 con. Anh Hoàng cho rằng cá bị thiếu oxy. Tiến hành sục khí cho ao 2 buổi một ngày, mỗi buổi 2 tiếng là giải pháp được anh thực hiện lúc này. Thì là mình cứ như mọi lần cá nó nổi đầu là mình dùng máy quạt khí mình xử lý là được, thì cũng lần này cũng như mọi lần trước nó cũng nổi đầu như vậy, tôi cũng xử lý như thế. Thì hôm sau là nó cũng hồi phục bình thường, thì mình nghĩ là nó không gọi là nghiêm trọng lắm. Anh Hoàng tự tin về cách xử lý kịp thời của mình, nhưng không ai dám chắc dưới ao này sẽ còn những nguy hiểm gì có thể xảy ra với đàn cá, và cũng không thể biết liệu trong thời gian tới cá có tiếp tục chết hay không. Cá này nó không như là những cái con lợn, con gà, khi nó ốm thì mình còn sờ được nó sốt hay không, hay là mình nhìn thấy là khi nó đi đại tiện hay là nó có phân nó có vấn đề gì hay không, con cá hoàn toàn không biết. Thế thì đến lúc mà nó mới chớm bị chẳng hạn thì mình mới có thể là xử lý kịp thời và nó có hiệu quả. Trong nuôi trồng thủy sản, nhiệt độ là một trong những yếu tố môi trường tác động nhiều đến đời sống của cá. Nó gắn liền với hoạt động sinh lý, sinh thái và nhu cầu dinh dưỡng. Với những ngày thời tiết chuyển lạnh đột ngột, kéo dài, sẽ làm cho môi trường nước ao nuôi có nhiều biến đổi. Kiểm tra môi trường nước sẽ là công việc mà anh Hoàng phải làm vào lúc này. Theo kết quả này, thì có hai chỉ số bất thường, đó là oxy thấp và chất độc NO2 tăng cao. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Hà, sự suy giảm oxy có thể xảy ra khi có sự xáo trộn mạnh giữa các tầng nước trong ao. Ví dụ do mưa lớn, gió thổi mạnh trong một thời gian dài, nước lạnh đột ngột trong ao. Khi trong ao tảo phát triển mạnh, mà vài ngày thiếu sáng và lặng gió thì cũng không đủ oxy cho việc hô hấp và phân rã của nó. Và chính vì oxy thấp nên dẫn tới khí độc trong ao tăng cao. Khi tảo không quang hợp thì nó không tạo ra oxy hòa tan trong nước và nó lại nhả khí carbonic ra nhiều, thì chính vì vậy mà khi carbonic nó cao thì cái oxy nó sẽ giảm xuống. Khi oxy xuống thấp như vậy thì là các cái nó không đảm bảo được cái hàm lượng oxy cho quá trình chuyển hóa cái khí độc sang cái khí có lợi, tức là từ nitrit sang nitrat. Chính vì vậy mà cái NO2 nó tăng cao lên như vậy. Nếu như trong trường hợp mà vẫn cứ tiếp tục duy trì như thế này và cái NO2 nó tăng cao hơn nữa thì cá có thể là bị nổi đầu và sẽ bị chết. Môi trường nước có vấn đề, thế nhưng đó có phải là nguyên nhân thực sự dẫn tới cá chết hay không? Để xác định, chuyên gia Hà sẽ tiến hành mổ khám cá để chẩn đoán chính xác. Thực ra là nối với nước ao như vậy thì cá nó phải hơi vàng và cái đuôi này nó đỏ, ở đây nó đen xì như này. Có nghĩa rằng là nó đã chuyển màu sang thành cái màu đen rồi. Cái thứ hai nữa là cái mắt của nó lõm hết vào. Gần như không còn cái cảm giác gì về cái mắt của con cá nữa. Mắt của con cá bao giờ nó cũng được đầy, nó bao phủ ở bên ngoài một cái lớp nhầy và không thể cái gì tấn công được vào. Nhưng bây giờ cái con mắt của nó khô hết rồi. Đấy, đây cái này mang nó thối như này thì làm sao nó sống được. Đây là nó xuất huyết nhá, nó sưng phù nề đấy chứ không phải là ấy đâu. Khi mình bắt đây là nó chưa chết nhưng mà cái gan của nó đã hoàn toàn nát ra như thế này rồi. Tức là cái chức năng gan nó cũng không còn nữa, ruột thì nó xuất huyết như thế này. Đây là dấu hiệu của cái việc là vi khuẩn nó đã tấn công vào đây rồi. Nó đã làm thối nhũn hết cả cái gan của con cá. Sau khi tiến hành mổ khám cá, chuyên gia Hà chẩn đoán cá của gia đình anh Hoàng đã nhiễm bệnh do vi khuẩn
mà nguyên nhân chính là do môi trường ao nuôi không được kiểm soát. Theo chuyên gia, khi nhiệt độ giảm dưới khoảng tối ưu, cá không đòi hỏi một lượng thức ăn lớn mà chỉ cần đủ để duy trì cơ thể. Vì vậy, cá trở nên chậm lớn. Nếu người nuôi không giảm lượng thức ăn cho cá khi thời tiết lạnh, sẽ gây lãng phí thức ăn và làm ô nhiễm môi trường nước nuôi. Hơn nữa, thời tiết lạnh, cá dễ bị sốc do nhiệt độ thay đổi. Nếu môi trường ô nhiễm, cá bị giảm sức đề kháng. Từ đó, các bệnh do vi khuẩn, virus, bệnh nấm thủy mi, bệnh đốm trắng dễ dàng gây hại. Vì vậy, thời điểm này, anh Hoàng cần phải thực hiện ngay các biện pháp phòng và chữa bệnh cho cá.